Tổng thống Nga Putin sẽ không dự hội nghị thượng đỉnh BRICS. Văn phòng tổng thống Nam Phi cho biết, tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không dự hội nghị thượng đỉnh BRICS vào tháng 8 tới. Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 15 sẽ diễn ra từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 8. Nam Phi đang là quốc gia giữ cương vị chủ tịch được biết, khối BRICS gồm 5 nền kinh tế mới nổi, đó là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Theo thỏa thuận chung, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh, nhưng đại diện nước này, Ngoại trưởng Sergei Lavrov sẽ tham dự. Ngoài ra, Tổng thống Nam Phi cho biết, trong thời gian tới, một tuyên bố toàn diện về các vấn đề quan trọng sẽ được đề cập tại hội nghị thượng đỉnh và các vấn đề chính sách đối ngoại liên quan khác sẽ được đưa ra. Khi được yêu cầu bình luận về vấn đề này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, các vấn đề liên quan tới cuộc họp cấp cao thường do văn phòng của tổng thống bình luận thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh nam phi đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khi tòa án hình sự quốc tế icc ra lệnh bắt giữ tổng thống putin nam phi là một trong những nước đã ký vào quy chế rome thành lập lên icc điều này đồng nghĩa với việc nam phi có nghĩa vụ bắt giữ tổng thống putin nếu nhà lãnh đạo nga đến dự hội nghị thượng đỉnh brics sắp tới tuy nhiên nam phi đã miễn trừ ngoại giao cho tất cả các lãnh đạo dự hội nghị do đó ông putin có thể không bị bắt nếu đến dự hội nghị theo kế hoạch thế nhưng đây vẫn là một tình huống khó xử đối với Nam Phi. Trước đó, Nam Phi được cho là đã đề nghị di rời địa điểm họp đến Trung Quốc. Tuy nhiên trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nam Phi và tháng trước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cập Bình nói rằng Bắc Kinh ủng hộ Nam Phi với vai trò là Chủ tịch Luân Phiên sẽ tổ chức thành công các hoạt động hợp pháp của BRICS trong năm nay. Ngoài ra, Ấn Độ và Brazil cũng phản đối việc thay đổi địa điểm. Và ngày 18 tháng 7, Tổng thống Nam Phi Ramaphosa cũng cho biết Nga đã nói rõ rằng việc bắt giữ Tổng thống đương nhiệm của nước này sẽ bị coi là tuyên chiến. Do đó, việc ông Putin không tới tham gia hội nghị thường đình BRICS sẽ là một bài toán gỡ rối cho Nam Phi.